Thưa quý vị, 1.500 năm trước, người Tây Tạng đã biết dùng đông trùng hạ thảo để bồi bổ sức khỏe. Xuất xứ từ vùng Hy Mã Lạp Sơn, đông trùng hạ thảo 950 đã được đưa sang nuôi trồng và chế xuất hoàn toàn tại Mỹ và được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ chứng nhận là organic 100%. Qua bao nhiêu năm thử nghiệm, đông trùng hạ thảo 950 đã đạt được một số công dụng cụ thể như tăng cường sinh lực, chống mệt mỏi, tăng cường sức miễn nhiễm, chống bệnh tật, tăng cường chức năng của phổi, giúp cho việc hít thở điều hòa và nhẹ nhàng, tăng cường chức năng của thận, chống đi tiểu đêm và giúp cho giấc ngủ êm đềm. Thưa quý vị, mỗi ngày chỉ cần 1 đến 2 viên đông trùng hạ thảo 950 chính là dược liệu thiên nhiên quý giá, bồi dưỡng sức khỏe, thích hợp với mọi lứa tuổi. Mọi chi tiết xin liên lạc International Home Shopping 1-888-688-2999. Sản phẩm hồng sâm Gươm Sâm được trồng trong điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng lý tưởng nhất Hàn Quốc. Nên nhân sâm trồng ở Gươm Sâm có hàm lượng chất ginsenoside cao gấp 1.7 đến 2 lần so với nhân sâm của các vùng khác. Hồng sâm có các tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch, lưu thông tuần hoàn máu, cải thiện tình trạng kiệt sức, tăng cường trí nhớ, cải thiện chức năng sinh lý, ngăn ngừa các bệnh người già. Ngoài ra, cao sâm còn có tác dụng hỗ trợ giúp ngăn ngừa và điều trị ung thư. Sản phẩm Gươm Sâm thích hợp cho mọi đối tượng và có nhiều loại để quý vị lựa chọn như hồng sâm cao cốt, sâm nước, sâm viên, trà sâm, sâm lát tẩm mật ong và kẹo sâm không đường. Mọi chi tiết xin liên lạc International Home Shopping 1-888-688-2999. 1-888-688-2999. Sản phẩm được bảo chính bởi SCT. Và Thanh Thúy xin kính chào quý vị đến với chương trình Tìm Lại Tuổi Xuân Home Shopping trên làn sóng 56.5, 18.11, 20.11, Galaxy 19, Uno IPTV. Kính chúc quý vị nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và thật nhiều quà tặng trong ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta sẽ có promotion thật là đặc biệt, thật là hấp dẫn ngày hôm nay. Không chỉ có promotion đặc biệt hấp dẫn mà chúng ta còn có cái game chơi này. Game này rất là vui và mới lạ cho quý vị luôn. Đảm bảo là quý vị sẽ yêu thích nữa. Cho nên quý vị hãy giữ làn sóng từ đầu chương trình đến cuối chương trình giùm Thanh Thúy nha. Và xin chào Thái Nhật. Xin chào chị Thúy. Xin chào tất cả quý khán thính giả theo dõi chương trình Tìm Lại Tuổi Xuân trên làn sóng FPT. Như chị Thúy lúc nãy có nói thì hôm nay chúng ta sẽ thay đổi không khí, sẽ chơi trò chơi. Mà trò chơi này nó sẽ không giống như những ngày trước đây. Thì cho nên quý vị một lát nữa khi mà chúng tôi bắt đầu ba trò chơi này thì quý vị tham gia cho đông đủ nha. Dạ và thưa quý vị, thì đầu tiên để báo tin vui cho quý vị trước đã, Thanh Thúy thích ở đầu chương trình phải là báo cho quý vị cái tin vui để quý vị có tinh thần phấn chấn và vui vẻ hơn. Đầu tiên á, là cái sản phẩm cao cốt nấm linh chi của chúng ta đã được khán giả mê lắm, mà ngày hôm qua là Thanh Thúy gặp họ đến là bốn khán giả và một cô và ba anh lận, thì có nói Thanh Thúy là sử dụng cái cao cốt nấm linh chi này, bây giờ đó là vợ tôi và chồng tôi và mẹ tôi bây giờ ngủ rất là ngon, ngủ rất là sâu, và ngày xưa đó hay bị gan bị ngứa tay ngứa chân, bị hay bị dị ứng, bây giờ cũng hết luôn rồi và bây giờ ngủ rất là ngon nữa. Và cao cốt nấm linh chi của chúng tôi trong thời gian đầu chúng tôi có tặng cho quý vị một cái hũ nhỏ, quý vị nhớ không? Và quý vị sẽ sử dụng chưa? Quý vị nào mà chưa sử dụng lấy ra sử dụng giùm cho Thanh Thúy đi để coi kết quả có giống như là bữa giờ nhiều người đã gọi là khen rất là nhiều cao cốt nấm linh chi này. Rất là giá rất là tốt quý vị. Thời gian đầu quý vị nhớ không? Là chúng tôi là 149 đồng mà chúng tôi chỉ là do cái giá này đã có bán lỗ cho quý vị. Sao bây giờ chúng tôi đến đúng cái giá là 159 mà vẫn khán giả vẫn yêu thích rất là nhiều. Và năm hũ cao cốt nấm linh chi nấu rất là đặc, nấu cao quý vị, cô đặc và sử dụng rất là lâu, giúp cho quý vị về mát gan nè và ngủ sâu nữa, hệ miễn dịch tăng và tăng cường cái sức đề kháng, đồng thời giúp cho quý vị có một cái làn da rất là đẹp. Gan tốt thì da mặt mới đẹp, quý vị nhớ nè. Nếu mà gan không tốt, nó không có độc, nó không có loại đi những cái độc tố trong cơ thể của mình thì nó làm cho da quý vị bị sạm màu và có khi bị nám nữa. Cao cốt nấm linh chi trong thời gian vừa qua 3-4 tháng rồi phải không em? Đúng rồi, 3-4 tháng. Đã chứng minh điều đó. Khi mà chúng ta có trở lại cái sản phẩm này
Thì hôm nay quý vị nào mà chúng ta yêu thích cái sản phẩm mà cao cốt nấm linh chi đó, thì đây là dịp để cho quý vị có thể gọi vào. Hôm nay quý vị mua một cái cao cốt nấm linh chi, quý vị sẽ được tặng một hộp sâm nước. Chị định khoan là khoan nói cái này thì quý vị phải nói là cái sản phẩm này đó là ít khi mà quý vị thấy là cao cốt nấm linh chi mua một cao cốt nấm linh chi được tặng một cái sâm nước. Yeah. Bởi vì hai cái sản phẩm này là khán giả rất là yêu thích và cái giá thành nó cũng phải nói là tương đối đắt, cho nên được ít khi tặng cho quý vị. Thái Nhật là không thể là giữ kín được rồi, định là nói cho quý vị về cái tin vui cao cốt nấm linh chi cũng như là sâm của chúng tôi, nhưng sâm đã kết hợp với cao cốt nấm linh chi thì tuyệt vời lắm. Các đúng cô rồi. Chú nào, quý vị nào bị mất ngủ á thì cứ nghe là Thanh Thúy nói vị như thế nào là cứ làm đúng thôi, làm đúng với cái cơ thể của mình, chăm sóc sức khỏe của mình, uống được là nhiều nước, tập thể dục giùm cho Thanh Thúy nha, tập yoga rất là tốt cho cô chú, hoặc là tập những cái động tác gọi là dưỡng sinh cũng được. Có cô chú phải đi bộ hoặc là hoạt động và thư giãn đầu óc, nghe nhạc hoặc là đọc tin tức để cho cái đầu óc của mình nó làm việc, và mình phải làm cho người cơ thể của mình nó hoạt động thì tối mình mới ngủ ngon, tinh thần thoải mái, uống nhiều nước và sử dụng đều đặn cái nhân sâm cũng như cao cốt nấm linh chi, quý vị sẽ ngủ ngon và sức khỏe tốt. Chỉ cần làm một gói như sâm nước, quý vị chỉ cần một gói, quý vị có thể là chia làm đôi cũng được. Từ vì nếu quý vị nào uống cái sâm anytime thì cần một viên một gói đúng không ạ? Còn sâm nước thì quý vị có thể là uống phân nửa gói thôi. Lượng sâm nước có bịch lớn như vậy cũng 30 gói, uống phân nửa gói rồi lát phân nửa gói nữa. Ngày mai uống nửa gói, hôm nay uống nửa gói. Hôm nay mình mua cao cốt nấm linh chi tặng sâm nước cho quý vị luôn. Wow. Chỉ có ngày hôm nay thôi. Nhưng mà đầu chương trình mình sẽ có chơi game, nhưng mà để cho Thanh Thúy nói cho quý vị biết là mình sẽ có promotion hấp dẫn ngày hôm nay là gì. Đó là cái promotion hấp dẫn nhất bây giờ, là mua một cao cốt nấm linh chi và được tặng một cái sâm nước. Đó là cái promotion đặc biệt ngày hôm nay mà chúng tôi sẽ không tặng quà gì thêm, chỉ chia sẻ mới được tặng kẹo sâm. Còn những cái promotion khác như là đông trùng hạ thảo nano 90 viên, hai cái set sâm anytime, hai cái set sâm viên cũng như là cao cốt sâm thì mình mua được tặng một cái cao cốt nấm linh chi nha quý vị nha. Và bây giờ thì game đầu tiên hôm nay cho quý vị chơi game. Game đầu tiên á thì hôm nay mình sẽ đố mẹo cho quý vị. Đây lần thứ nhất đâu rồi? Đó. Mình sẽ đố mẹo cho quý vị biết. Không rồi. Còn là 15 sản phẩm để cho quý vị đoán nữa. 15 sản phẩm bây giờ xưa rồi. Bây giờ mình sẽ đố sản phẩm và câu đố mẹo, quý vị chuẩn bị nha. Cái và này cái quà thử mình đã được tặng một cái hộp kẹo sâm, hoặc quý vị có thể đổi lấy một cái đông trùng hạ thảo nước xếp, như một cái xếp đông trùng hạ thảo nước luôn. Rồi. Thì cái câu hỏi, ba câu hỏi đều liên quan đến con. Đều liên quan đến con, cho nên ngày hôm nay là chủ đề về con nha. Thì Thanh Thúy sẽ đọc cái câu hỏi này để quý vị suy nghĩ đó là con gì nha quý vị nha. Thứ nhất, không phải là con gì, bây giờ câu hỏi thứ nhất đi, không thấy không có muốn là quý vị confused hay là bị lẫn lộn gì hết. Bây giờ Thanh Thúy sẽ đọc câu hỏi thứ nhất là con trai và đàn ông có điểm gì khác nhau? Con trai và đàn ông có điểm gì khác nhau? Vì mà 1, 2, 3, quý vị có thể gọi ngay bây giờ qua số điện thoại là 1-888-680-6689, 1-888-680-6689, và cái phần thưởng đó là một hộp kẹo sâm hoặc là một cái set đông trùng hạ thảo nước. Hello, Thanh Thúy xin chào 805 à. Trời ơi, gọi đặt hàng mà bữa nay nhỏ em lại lấy, nhỏ cháu lại lấy được, không cái cô kia nói được, có thể ở nhà chú Lục Quỳnh Ký không cô? Dạ đúng rồi cô ơi, dạ. Dạ đúng rồi. Hello, Thái Dì xin nghe đây ạ. Dạ. Hello, Thái Dì xin nghe đây ạ. Tâm á. Hello, Thái Dì xin nghe đây ạ. Hôm nay là tụi con bà đóng cửa 7 giờ nha cô nha. Dạ. Hello. Hello, Thái Nhật nghe đây ạ. Dạ. Rồi bây giờ chị đợi một chút xíu nha, chúng ta sẽ coi là đúng hay sai. Chị này nói là con trai thì không có râu, đàn ông thì có râu. Rồi, con trai có râu, đàn ông có râu. Sai. Sai. Câu hỏi kế tiếp. Vừa đúng là mình sẽ tắt. Chị cho em xin cái tờ giấy. Rồi, Thanh Thúy xin chào ạ. Hello, Thanh Thúy xin chào. Điện thoại kế tiếp à? Ông thì có vợ, mà con trai thì chưa có vợ. Ừ. Dạ không đúng à, chị nhé. Hello, Thái Nhật xin nghe đây ạ. Nghe nhớ đố mẹo với vị. Hay đúng quá, à. Đúng rồi. Đã nói khán giả là đố mẹo, cho nên khán giả đúng là theo rồi, cái mẹo này. Giỏi quá. Rồi bây giờ chị đã đoán trúng rồi đó. Bây giờ chị cho em xin cái số phone của chị nha. Hello, chắc có thể đường dây có bị trục trặc. Thái Nhật xin một lát nữa sẽ ghi lại cái số phone của chị đó, chị đã đoán đúng.
lúc con đặt câu hỏi của mình á là con trai với đàn ông khác nhau chỗ nào thì đúng, con trai thì ở dưới nước, đàn ông thì ở trên tổ, trên cây. Giờ có nhiều có thể là khán giả không có hiểu. Con trai, quý vị biết không, con trai thì nó, ngọc trai thì ngọc nó trai. Ở sống ở dưới nước, còn đàn ông, tổ ông quý vị thì nó sẽ phải nằm ở, mà nghĩa là nó sống ở trên cây. Và bây giờ, cái thời giờ này là quý vị có thể gọi vào order proposition hấp dẫn nhất ngày hôm nay nhé quý vị nha. Thanh Thúy xin chào 714, Thanh Thúy xin nghe à. Hello, xin chào 714. Hello, xin chào 714 à. À, thưa quý vị, bây giờ promotion đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay, Thanh Thúy báo tin vui cho quý vị là hiện giờ cao cốt nắm linh chi của chúng ta hiện giờ là sản phẩm mà được yêu thích nhất bây giờ luôn rồi. Với lại bên cạnh là Sum Anytime, nhân sum của công ty Gum Sum Premium lúc nào cũng quý vị sử dụng hoặc là giới thiệu cho người thân là quý vị chỉ được khen mà thôi. Và người ta sẽ rất là tri ân quý vị, cảm ơn quý vị vì quý vị đã giới thiệu cho một cái sản phẩm mà giúp cho sức khỏe của người thân và chính bản thân quý vị rất là nhiều, giúp cho hệ miễn dịch, sức đề kháng và trí nhớ cũng như là ngăn ngừa căn bệnh lẫn trí, và không những thế còn giúp cho việc cân bằng huyết áp và giảm cái lượng đường gluco trong máu nữa. Thanh Thúy xin chào 760 à. Dạ, thấy này, 9136 hả? Đúng rồi cô ơi, con lấy rồi nha cô nha, con lấy số điện thoại của cô rồi, con cảm ơn cô nhiều nha. Và thưa quý vị, hôm nay mình sẽ có promotion gì đặc biệt, đó là hôm nay mua 2 cái set Sum Anytime, mình được tặng nguyên một cái cao cốt nấm linh chi luôn để cho quý vị về sử dụng thử, và một set đông trùng hà thảo nano đây là 90 viên quý vị. Quý vị cũng sẽ được tặng một cái cao cốt nấm linh chi, 2 cái set Sum Anytime cũng được tặng, và 2 set Sum viên cũng được tặng một cái cao cốt nấm linh chi. Và quý vị mua một cao cốt Sum cũng được tặng một cái cao cốt nấm linh chi, và 10 người đầu tiên được tặng sữa dê hoặc quý vị có thể lấy kem NV luôn. Một trong hai và gọi vào chia sẻ còn được tặng thêm gì nữa à? Được tặng thêm một set đông trùng hạ thảo nước nữa. Gọi cho Thanh Thúy ngay bây giờ, và hôm nay promotion trên tất cả promotion chỉ có ngày hôm nay mới đặc biệt thôi. Đó là quý vị mua một cao cốt nấm linh chi 159 đồng, quý vị được tặng với một cái set sum nước loãng luôn, nhưng Sum Gum Sum Premium quý vị trị giá là 125 đồng rồi. Vậy thôi, coi như là quý vị chỉ có mua cái giá này coi như là có 34 đồng mà thôi. Có 34 đồng cái hộp cao cốt nấm linh chi này, quá rẻ luôn quý vị. Và ngoài ra quý vị chia sẻ cho chúng tôi cao cốt nấm linh chi đã giúp cho quý vị điều gì, quý vị còn được tặng thêm một hộp kẹo sum nhưng sum của công ty Gum Sum Premium ăn rất là ngon nữa. Bây giờ là cái giờ quý vị có thể gọi cho Thanh Thúy ngay bây giờ và gọi điện thoại cho bạn bè mà ngày hôm nay mình có promotion quá đặc biệt luôn quý vị, qua số điện thoại là 1888 680 6689. Và bên cạnh đó, hôm nay chúng tôi vẫn có promotion đặc biệt cho trà sum cũng đến từ công ty Gum Sum. Quý vị mua 2 sẽ được tặng 1 cho trà sum. Quý vị có thể được tặng thêm cái sản phẩm đông trùng hạ thảo nước khi quý vị gọi vào chia sẻ. Và quý vị nào mà yêu thích kẹo nhân sâm thì hôm nay cũng là dịp để cho quý vị gọi vào. Hôm nay mua 2 tặng 1 cho kẹo nhân sâm. Hello, Thanh Thúy xin chào à. Thanh Thúy xin chào à. Thanh Thúy xin nghe 858, 516 à. Hello. Dạ, con chào cô. Xin chào, tôi muốn đặt mua hàng gì cao cốt nấm linh chi á cô. 2 tặng 1 thôi. Dạ, đúng rồi, dạ, cô ơi, con ghi cho cô nha. Cao cốt nấm linh chi mua 2 tặng 1. Dạ. Mua 2 tặng 1 rồi bây giờ 20 đầu tiên đó cho nó phải không em? Cao cốt nấm linh chi thì cô được tặng một cái sâm nước nha cô nha, hay là cô muốn mua 2 tặng 1? Mua gì 2 tặng 1 em? Cô muốn mua cao cốt nấm linh chi mua 2 tặng 1 hay mua cao cốt nấm linh chi cô được tặng một cái set sâm nước? Cô muốn tặng cái nào? Ủa cái gì mua rồi sâm nha. Đi thêm cho hai dạ, cô nói sao con không? À, cô mua 2 set sâm anytime đúng không ạ? Thì cô được tặng một cái cao cốt nấm linh chi nha cô nha. À, rồi một bịch như nhiêu vậy em? À, một hộp như vậy là 125 đồng, 2 set là 250 đó cô. 250 là mình được tặng cái gì mà cái sữa dê hả cô? Cô nói sữa dê không à? Cao cốt nấm linh chi phải không? Tại vì cô ơi, con nói gì con không hiểu cô à. Cô có thể nói lại cho con được không? Bây giờ mình chị đặt hàng là mua cái gì sâm mới đi thay
em đó, tôi dạ. tặng em hai cái rồi tặng cái gì cốt linh chi gì đó. Đúng rồi, được tặng một cái cao cốt nấm linh chi và hoặc là chị được và chị trong 10 người đầu tiên được tặng sữa dê, hoặc là chị muốn lấy cái kem NV này, chị muốn lấy cái nào à? Kem NV là xài cho cái gì à? À, cho da khô nè, cho da bị ngứa đó chị, mẩn đỏ hoặc là bị vẩy nến, hoặc là nếu chị không bị gì thì làm cho da mình nó mượt với lại là không bị khô da. Nha chị nha. Dạ. Yeah. Nó từ chức khuynh diệp rất là tốt, cái cây này nổi tiếng lắm á chị. Ờ rồi rồi yeah. cái chai giúp sức cho người đi, cái chai giúp sức cho người đi em. Là cái kem NV này đúng không mà chị muốn lấy cái này đúng không? Okay. Rồi dạ. Ờ. Rồi rồi chị muốn chia sẻ là tặng yeah. chị thêm nữa. Chị uống đông trùng hạ thảo 950 á là uống lâu lắm rồi đó. Dạ. Yeah. Thì bây giờ chị chia sẻ được không à? Chị uống nhiều năm lắm rồi. Đông trùng hạ thảo 950 uống rất là tốt á. Dạ. Hello. Tốt như thế nào chị có thể chia sẻ được không? Chị chia sẻ rõ hơn cho tụi em không? Tại vì mình được tặng cái đông trùng hạ thảo nước này chị giá đến 85 đồng lần. Cho nên em cần chị chia sẻ rõ hơn. Cái này đặc biệt lắm. Tôi uống, uống rất là tốt, xong rồi cái này tôi nói sự bằng sự thật á. Dạ. Con chó nhà tôi biết không? Con chó nhà tôi đó. Rồi cái nó bị bệnh nhiều quá, cái bắt đầu nó nằm hoài rồi nó chảy nước đó, nó rồi bắt đầu thì cho nó uống đông trùng hạ thảo đó, bây giờ tốt lắm thì tôi uống nữa. Dạ. Dạ. Rất là tốt. Dạ. Nhưng mà ở nhà chị có người nào uống sử dụng đông trùng hạ thảo chưa chị, hay chị có con chó thôi? Tôi uống với con chó tôi uống. Dạ. Rất là tốt, con chó nó uống và bây giờ lúc nào cũng phải là có đông trùng hạ thảo ở nhà hết á. Rồi ok chị, rồi em tặng cho chị cái đông trùng hạ thảo nước nha. Em cảm ơn chị nhiều. Em chào chị. Đây. Dạ. Hello, cho bây giờ thấy nghe này, cho xin là tất cả là bao nhiêu à? Bao nhiêu là 250 chị ơi, 250 nha. Rồi. Em. Dạ. Yeah. À, chị được tặng một cái cao cốt lên năm MV. Dạ vâng. Rồi ok chị, em sẽ nói là chị Thúy một lát gọi cho chị nha. Nói rồi. Dạ. Dạ, dạ rồi, em cảm ơn chị. À, kính thưa quý vị, xin quý vị tiếp tục gọi cho Thanh Thúy và Thái Nhật ở số phone là 1888-680-6689. Hồi lúc nãy chị có giới thiệu về kem MV phải không? Dạ. Dạ. Xin chào 714, Thanh Thúy xin nghe à. Dạ, em chào chị. Rồi hôm nay là promotion đặc biệt nha cô nha. Rồi hôm nay là đặc biệt là mua một cái cao cốt nấm linh chi, cô được tặng một cái set xâm nước luôn chị, giá là 125 đồng. Dạ 159 đồng, coi như là ngày hôm nay cô mua cái cao cốt nấm linh chi này có 34 đồng thôi. Thì cô được tặng một cái set xâm nước loãng đó cô à. Được tặng một cái set xâm nước loãng luôn nha cô nha. Dạ. Cô ơi, cô có thể là để cái TV sai rồi cho con không? Tại vì nó lặp lại mất thời gian của chương trình nhiều lắm cô à. Dạ. Yeah. Dạ, con có số phone của cô rồi. Bây giờ con tặng cho cô một cái hộp xăm nước loãng nha. Rồi, với lại cô có muốn chia sẻ về cô đã sử dụng cao cốt nấm linh chi hoặc là sử dụng sản phẩm nhân sâm gì hoặc là bất cứ sản phẩm nào của tụi con chưa? Mấy lần đầu tôi gọi vô là rồi con tặng cho cô cái xăm nước loãng nha cô nha. Có gì? Dạ rồi con cảm ơn cô. Sữa dê không? Dạ không, cái cao cốt nấm linh chi này promotion quá đặc biệt rồi, sẽ không có tặng sữa dê. Có thể là cô người đầu tiên con tặng cho cô cái hộp kẹo xăm nha cô. Rồi con chào cô. Dạ rồi. Dạ rồi con cảm ơn cô. Tiếp tục gọi cho Thanh Thúy và Thái Nhật qua cái số điện thoại là 1888-680-6689. Và ngày hôm nay quý vị đừng bỏ qua, thì Thanh Thúy đã xin được cái promotion quá đặc biệt cho quý vị. Đó là cao cốt nấm linh chi quý vị ơi. Được tặng nguyên một cái set xăm nước loãng luôn mà trị giá 125 đồng. Hai cái sản phẩm này mà sử dụng là quý vị sẽ ngủ ngon, sức khỏe rất là tốt, chỉ cần là đi làm việc kiếm tiền nuôi con thôi. Còn sức khỏe thì đã có sản phẩm mà Thượng Đế ban tặng cho con người, đã tặng cho quý vị một cái sức khỏe là tốt. Chỉ cần quý vị kiên trì uống mỗi ngày giùm cho Thanh Thúy nha. Hôm nay mua một cái cao cốt nấm linh chi được tặng nguyên một cái xăm nước loãng luôn 125 đồng, coi như là quý vị mua có 34 đồng mà thôi. Và bên cạnh đó thì hôm nay khán giả nào yêu thích sản phẩm đông trùng hạ thảo theo công nghệ nano, thì hôm nay quý vị mua một cái đông trùng hạ thảo 90 viên, quý vị cũng sẽ được tặng một cái set cao cốt nấm linh chi. Quý vị mua một đông trùng hạ thảo sẽ được tặng cao cốt nấm linh chi trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó thì dành cho những khán giả đầu tiên gọi vào thì chúng tôi cũng sẽ tặng thêm cho quý vị cái sữa dê, và khi việc chia sẻ sẽ tặng thêm cho khán giả cái đông trùng hạ thảo nước. Hello, xin chào 626 à, Thanh Thúy xin nghe. Thanh Thúy nghe.
tí mình muốn mua cao cốt lắm linh chi á. Dạ rồi chị ơi, bây giờ chị chia sẻ cho em, chị đã sử dụng cao cốt nấm linh chi chưa à? Dạ chưa sử dụng á, mà muốn mua mà như tặng một cái tâm nước, mình muốn lấy tâm viên được không? Dạ được chị, được, lấy cái tâm viên được chị, lấy tâm viên được nha. Dạ rồi, hơi đặc biệt cho chị luôn. Và chị có sử dụng được bất cứ sản phẩm nào có chương trình tìm lại tuổi xuân chưa? À, mình có sử dụng người ung côn đó, với lựa đông trùng hoa thảo 950 á. Dạ. Rồi thì chị có chia sẻ được không à? Thì sử dụng người thì mấy bữa mình thấy mình đau níu răng đùa, thấy sử dụng mới có mấy ngày thấy nó cũng hết. Dạ. Rồi em cảm ơn chị, bên chị. Dạ. Bây giờ bên em sẽ tặng cho chị cái cao cốt nấm linh chi và xăm viên cho chị nha. Còn bên em sẽ gọi lại cho chị. Cảm ơn chị nhiều. Và thưa quý vị, cái vấn đề chia sẻ là Thanh Thúy nói rất là nhiều lần trong cái chương trình show là Thanh Thúy cần cái sự chia sẻ thật tình của quý vị, là quý vị sử dụng tốt như thế nào, gọi chia sẻ. Và chị Thanh Thúy không phải là người nghe hoặc còn Thái Nhật, mà là khán giả, là người nghe. Họ cần cái sự chia sẻ của quý vị để họ mua, tin vào sản phẩm. Khi họ tin sản phẩm thì họ sẽ uống, sử dụng có kết quả tốt hơn. Cho nên chúng tôi mới tặng cho quý vị một hộp kẹo xăm là 15 đồng và cái đông trùng hạ thảo nước này đến 85 đồng. Cho nên cần những lời chia sẻ của quý vị rất là nhiều. Cho nên là nếu mà quý vị chỉ nói là tốt thôi thì thực sự nó cũng không có rõ là như thế nào. Chị Thanh Thúy cần sự chi tiết. Cho nên bây giờ thì chương trình công ty rất là giới hạn quà tặng. Bây giờ chúng tôi sẽ không thể là tặng quà nhiều khi mà họ công ty chính họ không thấy cái lời chia sẻ nào cả. Cho nên Thanh Thúy cần sự chia sẻ thật lòng của quý vị, có nghĩa là quý vị sử dụng thấy tốt thật sự quý vị gọi và chia sẻ. Còn quý vị không sử dụng thấy tốt hoặc chưa có kết quả gì, quý vị cũng không có cần mà phải chia sẻ với lại cho chương trình. Chúng tôi cần cái sự là quý vị thực sự là thấy kết quả chính bản thân của mình. Mỗi cơ địa sẽ khác nhau chứ không phải là cơ địa nào cũng hợp với bất cứ sản phẩm, nhưng mà chúng tôi cần những người đã có kết quả tốt và chia sẻ cho chương trình để mà có thêm quà tặng cho quý vị. Tất cả quà tặng của chúng tôi đều có kết quả hết, các vị đều là đắt tiền và có giá trị cả. Hôm nay Thanh Thúy xin nhắc lại một cái sản phẩm mà quý vị đừng bỏ qua nha. Hôm nay là mình mua một cao cốt nấm linh chi. Một cái cao cốt nấm linh chi quý vị, mà bữa giờ khán giả rất là mê cái sản phẩm này. Nó giúp cho quý vị là cái gì à? Là detox lọc gan quý vị. Từ trong thời gian mình lớn tuổi thì chức năng của gan sẽ yếu đi, cho nên nó sẽ không có lọc tốt. Thì mình cần cái nấm linh chi này đã làm chi? Để mà lọc lá gan, tăng cường cho lá gan của mình mạnh hơn và khỏe hơn. Khi mà chức năng gan tốt rồi thì quý vị sẽ có cơ thể tốt hơn. Chẳng hạn như vấn đề mà cholesterol, hoặc là mình ăn những cái thức ăn mà nó bị gọi là nó không tốt cho cơ thể, thì lá gan nó giúp cho mình đào thải rất là tốt. Ngoài ra còn giúp cho quý vị ngủ sâu hơn nữa, ngủ ngon và ngủ sâu. Cứ quý vị cứ uống đều đặn dùm cho Thanh Thúy nhân sâm và cao cốt nấm linh chi hoặc là đông trùng hạ thảo. Quý vị nào có vấn đề và ngủ rất là khó khăn thì sử dụng nhân sâm và cao cốt nấm linh chi tuyệt vời lắm quý vị ơi. Hôm nay mua một cao cốt nấm linh chi 159 đồng, quý vị được tặng một cái set nhân sâm thật là lớn luôn, sâm nước thật là lớn, 125 đồng quý vị ơi. Và gọi và chia sẻ quý vị đã sử dụng, tại vì cái sản phẩm này Thanh Thúy biết là quý vị mua rất là nhiều cao cốt nấm linh chi cũng như sâm mua rất là nhiều. Quý vị gọi và chia sẻ, chúng tôi còn tặng cho quý vị một hộp kẹo sâm mà bữa giờ quý vị chờ đợi rất là lâu, bây giờ đã có hàng về trở lại rồi nha. 1-888-680-6689. Thanh Thúy xin chào 336 ha. Hello. Dạ con chào cô à. À chị ơi, tới chị hỏi nếu như ngay đi muộn mua chị muộn mua cái nấm linh chi mà tặng để sắp mai tham được không? Anytime bây giờ không còn hàng nhiều để tặng nữa cô ơi. Chỉ có bây giờ tụi con còn xăm viên với lại là xăm nước nha cô nha. Dạ, tụi con xăm anytime hết hàng, gần hết hàng rồi cô à. Dạ, cho nên nếu mà hết hàng thì không còn để bán nữa. Cho nên là tụi con sẽ tặng cho cô cái xăm nước cũng như là xăm viên. Tụi con có hàng mới của xăm viên và xăm nước cô à. Còn xăm anytime gì của con đang chờ hàng. Cô ơi, nhưng mà cái xăm anytime với lại xăm nước giống y chang, không khác chỗ nào. Chỉ là cái một cái bịch của xăm anytime đúng không ạ? Thì bây giờ nó là một cái bịch lớn hơn của xăm nước thôi. Để xăm anytime thì cô uống một lần thôi, nhưng mà xăm nước thì cô uống đến 2 lần. Đó loãng hơn cho cô, nhưng mà nó giống nhau y chang nha cô nha. Ok. Dạ. Vậy cô lấy cái đó không cô?
Dạ rồi, con cảm ơn cô. Thưa quý vị, thì Sum Anytime và Sum Nước giống nhau, cùng là cũng một công ty, cũng là 10 đến 12 ginseng Osai nha. Hôm nay quý vị mua Sum Anytime cũng được, quý vị mua 2 set Sum Anytime, quý vị là 250, quý vị được tặng viên một cái cao cốt nấm linh chi, mà còn chưa hết nữa, quý vị được tặng thêm cái kem NV, hoặc là quý vị có thể lấy sữa dê chia sẻ, được tặng một hộp kẹo Sum và đông trùng hạ thảo nước. Gọi vào cho Thanh Thúy ngay bây giờ qua số điện thoại là 1888 680 6689. Và đặc biệt trong ngày hôm nay chúng ta có cái sản phẩm rất là khán giả yêu thích, đó là Sum Anytime này. Hôm nay quý vị mua 2 Sum Anytime, quý vị cũng sẽ được tặng một cái cao cốt nấm linh chi đông trùng hạ thảo 90 viên. Thường thì chúng ta tặng cho khán giả 30 viên khi quý vị mua, nhưng mà hôm nay quý vị mua 90 viên đông trùng hạ thảo nano, quý vị sẽ được tặng luôn một cái cao cốt nấm linh chi. Và cao cốt Sum hay là Sum Nước thì hôm nay quý vị cũng sẽ được tặng cái cao cốt nấm linh chi. Và mọi chi tiết quý vị cũng có thể gọi vào chương trình hôm nay. Số phone là 1888 680 6689. Và thuốc bổ nho và rau củ quả cũng là mua 1 tặng 1 phải không? 1 tặng 1 đúng không em? Nhưng mà quý vị, cái đông trùng hạ thảo nano không biết là nhà nhà đã có, hình như Thanh Thúy biết là khách hàng của mình mua cái sản phẩm này rất là nhiều. Và những ai, khách hàng nào, quý vị nào mà chưa có sản phẩm đông trùng hạ thảo nano này thì phải mua liền ngày hôm nay. Từ hôm nay chúng ta có promotion đặc biệt, đó là một cái đông trùng hạ thảo nano 90 viên, quý vị được tặng luôn một cái set cao cốt nấm linh chi gồm có 5 hũ luôn quý vị ơi. Mà còn chưa hết nữa, quý vị được tặng sữa dê hoặc kem NV, và chia sẻ còn được tặng thêm đông trùng hạ thảo nước hoặc kẹo Sum, và được cái chùi đèn xe nữa. Và hôm nay thì quý vị nào mà có về những cái vấn đề gì mà khó ngủ nè, hoặc là quý vị hay bị mệt mỏi, thì quý vị thấy ba mẹ mình cũng vậy, hay là người người phối ngẫu của mình, người bạn của mình hay người thân của mình mà có vấn đề mà mệt mỏi hay là không có đủ sức khỏe, thì quý vị cũng có thể là giới thiệu cái sản phẩm này dùm cho Thanh Thúy nha. Chỉ cần mỗi ngày một viên dùm cho Thanh Thúy thôi, thì nó giúp là cân bằng khí huyết nè, là máu huyết nè, cho nên nhiều cô chú nói bị đau nhất nó cũng giảm đau nhất rất là nhiều. Tại vì nó cân bằng máu huyết cho các cô chú, và nó tốt cho gan, cho thận, cho phổi rất là nhiều, đặc biệt là thận giảm tiểu đêm nhiều lắm mà, cho nên các cô chú sẽ ngủ ngon, tại vì không phải thức dậy đi tiểu đêm hoài. Cái sản phẩm này là đặc biệt tốt, tức là tốt cho thận luôn, cho nên thận tốt thì cơ thể của mình sẽ tốt quý vị ơi. Và hôm nay mình mua một cái đông trùng hạ thảo nano, mình được tặng viên một cái cao cốt nấm linh chi luôn à. Ngủ ngon và ngủ sâu, đó là rất là quan trọng. Các cô chú chỉ cần giúp cho con là ngủ thật là ngon, ăn thật là ngon, tinh thần được thoải mái dùm cho Thanh Thúy và Thái Nhật nha. Rồi mọi chuyện quà tặng promotion để cho Thanh Thúy và Thái Nhật lo. Hôm nay mà ai mà gọi và chia sẻ order còn đông trùng hạ thảo nano 90 viên đi, thì Thanh Thúy sẽ có quà đặc biệt cho quý vị luôn. Gọi cho Thanh Thúy cái bây giờ, giới thiệu bạn bè dùm mình, hôm nay mình có promotion đặc biệt lắm quý vị. Thanh Thúy xin chào 707 ha. Hello. Dạ, con chào cô ha. Chị ơi. Dạ, em chào chị. Nãy em đi. Em có cái em order cái đồ từng ngồi đó chị. Dạ, chị order gì chị? Thùng đồ chị order gì ạ? Một thùng đồ hai cái gì nai tham ơi. Dạ, hay bên em sẽ gọi lại cho chị nha, bên bộ phận shipping sẽ gọi lại cho chị. Em thì em không có lo về vấn đề này nha chị. Dạ, sếp bên sẽ gọi lại cho chị, em cảm ơn chị nhiều. Và thưa quý vị, hôm nay mình promotion rất là đặc biệt về Sum Anytime. Nếu quý vị thích Sum Anytime thì quý vị cũng có thể mua Anytime ngay bây giờ luôn. Thái Nhật đã sử dụng Sum Anytime chưa? Có chứ, phải nói là sử dụng nhiều lần và cũng đã chia sẻ trên chương trình này. Thì em cũng thường hay nói là mỗi khi mà trước khi vào show cũng phải uống một ly Sum pha vào với nước lạnh á, uống vào nó dễ uống mà nó vừa thơm mà nó vừa khỏe nữa. Phải nói là sử dụng Sum nè, đông trùng hạ thảo, nó cho chúng ta cái sức đề kháng, cái sức khỏe để chúng ta có thể là đi làm việc hoặc đi tập thể dục rất là tốt. Và có khi em thấy chị Thúy có hôm cũng rất là đuối, rất là mệt mà chị uống một ly Sum Anytime, chị thấy chị khỏe. Dạ, còn có con gói trong cái hộp, còn có con gói, tự nhiên ngày nào nhân viên ở đây cũng uống á vị. Yeah. Những lúc mà Thanh Thúy mệt, Thanh Thúy nói mệt, Thanh Thúy lên TV không được, chỉ cần một cái gói này mà Thanh Thúy nghĩ là không phải một mình Thanh Thúy đâu, mà khán giả cũng đã sử dụng Sum Anytime cũng biết điều đó. Không chỉ có Sum Anytime mà nhân Sum cao cốt Sum cũng như là Sum nước loãng đều vậy. Giờ Sum Anytime thì nó cao hơn một tí là nó 12 mg ginseng oxide. Nó Sum cô đặc, nó nhỏ như vậy thôi, gồm có 30 gói 125 đồng. Thì quý vị chỉ cần một gói như vậy thôi, quý vị uống là quý vị thấy khỏe lắm. Mà cứ uống mỗi ngày đều đặn, Thanh Thúy nghĩ là quý vị sẽ có một giấc ngủ ngon mà thôi. Thì cơ thể mình khỏe thì mình sẽ ngủ ngon. Giúp cho Thanh Thúy là đừng có cố gắng bỏ cái thuốc ngủ đi, cố gắng bỏ từ từ dùm cho Thanh Thúy. Tự vì quý vị bả
nghiện thuốc ngủ đó, thì quý vị sẽ uống tăng đô thứ nhất và thức dậy không có khỏe. Thanh Thúy đã uống thuốc ngủ 2 năm trời luôn rồi đó, nhưng mà cái là Thanh Thúy giờ bỏ rồi. Tự gì có sao, khi mà quý vị uống như Ambien thì sử dụng Ambien Trazodone rất là nhiều, tự gì khi quý vị dậy thức dậy nó cứ lại nó lật lờ như vậy rất là mệt. Nhưng mà giờ bỏ thuốc ngủ hoàn toàn, bác sĩ còn đưa Thanh Thúy refill một cái hũ lớn thật lớn Trazodone đó, mà bây giờ Thanh Thúy bỏ không dám đụng tới, nghĩ là mình dẹp nó 3 ngày 3 đêm Thanh Thúy không ngủ cái nào cả. Nhưng mà bây giờ Thanh Thúy bỏ hoàn toàn luôn, làm bằng sao? Thanh Thúy chỉ làm đúng thôi vị, làm đúng cái gì cho sức khỏe của mình là uống sâm. Nhưng sâm Thanh Thúy đọc cái tờ báo và cũng là nghiên cứu, nhờ là làm công việc này mà Thanh Thúy biết cái sản phẩm nào giúp cho giấc ngủ của mình. Từ vì có nhiều người mách cho Thanh Thúy biết, những cái nhà sản xuất và những người mà người ta làm việc với dược thảo nhiều, người ta biết là cái sản phẩm nào giúp cho Thanh Thúy ngủ được, thì họ có recommend cho Thanh Thúy, giới thiệu cho Thanh Thúy cái sản phẩm nhân sâm này cũng như là cao cốt nấm linh chi. Quý vị trước khi ngủ quý vị uống cái cao cốt nấm linh chi luôn, buổi sáng uống cái này, buổi tối uống cao cốt nấm linh chi là quý vị sẽ ngủ ngon. Cứ làm như vậy đều đều cho Thanh Thúy là sẽ có một giấc ngủ ngon trở lại, và bỏ cái thuốc ngủ đi từ từ nhé. Vì thay vì quý vị uống một viên bây giờ uống nửa viên, rồi sau đó quý vị cố gắng vô ngủ, dỗ giấc ngủ mình, đừng lo là phải ngủ, không ngủ có không sao, rồi ngày mai sẽ ngủ, ngày tới cũng sẽ ngủ, chỉ cần tập thể dục yoga nào, uống nhiều nước giùm cho Thanh Thúy, nhiều nước và ăn kiêng giùm cho Thanh Thúy, và uống những cái supplement để có sức khỏe tốt. Hôm nay mình mua hai cái set Sum Anytime quý vị, mình được tặng luôn là một cái cao cốt nấm linh chi trị giá là 159 đồng, và gọi vào chia sẻ cũng được tặng một cái set đông trùng hạ thảo nước trị giá là 85 đồng, và 10 người đầu tiên được tặng sữa dê và kem NV. Bây giờ mình đã có 30 phút rồi, mình sẽ có trò chơi thứ hai nha. Rồi quý vị cũng sẽ đoán xem cái câu hỏi mẹo này là cái gì. Đúng rồi, nhiều người khán giả nói em ơi chơi game đi, bán hàng hoài vậy. Quý vị ơi, giờ Thanh Thúy không thèm bán hàng nữa, chơi game hoài luôn, show game suốt ngày chơi và tặng quà hoài, tặng quà và chơi game suốt cả 1 tiếng đồng hồ luôn. Xong một tháng trời quý vị không thấy chương trình này nữa nha. Quý vị nên nhớ chương trình này là nhờ cái sản phẩm này, quý vị nhờ có sản phẩm này mà chúng tôi mới có tồn tại bây giờ. Còn nếu không mà chơi game suốt cả ngày giống như quý vị gọi cho Thanh Thúy, quý vị nhắc nhở Thanh Thúy hoài bán hàng hoài vậy, chơi game đi, là Thanh Thúy sẽ chơi game suốt cả 1 tiếng luôn, tặng quà 1 tiếng luôn, là 1 tiếng là quý vị không còn chương trình tìm lại tuổi xuân nữa đâu. Thôi bây giờ phần 2, game 2 cho quý vị nha. Cái game 2 này thì để cho Thái Nhật đọc đi. Rồi, ok. Cái này là thực sự là mẹo nha, chứ không có gì đâu ạ. Câu hỏi: con gì lúc to lúc nhỏ, lúc dài lúc ngắn, lúc lên lúc xuống? Con gì rất là đàng hoàng nha, chứ không có gì bậy bạ. Dạ, con gì? Lúc to, lúc nhỏ, lúc dài, lúc ngắn, lúc lên, lúc xuống. Con gì vậy? Quý vị gọi cho Thanh Thúy nha, 1, 2, 3 nha. Bây giờ 1, 2, 3 suy nghĩ đi. Coi là đó là con gì? Để Thanh Thúy xin đọc lại: con gì lúc to, lúc nhỏ, lúc dài, lúc ngắn, lúc lên, lúc xuống là con gì? Không suy nghĩ bậy nha. Rồi quý vị gọi cho Thanh Thúy liền. Hello, xin chào 714 à. Đó là con sâu. Dạ, con sâu không phải. Không phải. Hello, thế gì xin nghe đây? Nè, con đĩa. À, không phải không con phải đĩa. Luôn. Dạ, không phải luôn, con đĩa không phải. Cảm ơn con. Dạ. Con đĩa đâu có lên nước xuống đâu em. Con đĩa đâu có lên xuống đâu. Nó chỉ ngắn, nó dài, nó đâu có lên xuống. Hello, Thanh xin chào 408 à. Dạ, con phải con sống không ạ? Dạ không phải, con sống. Con sống, dạ. Con sống, không hello, biết. Hello, thế gì xin nghe dạ, đây không phải à? Chị. Con sống là con nào không biết. Sống biển, con sống là biển, dạ không phải. Hello, thế gì xin nghe đây ạ? Dạ, con đường không ạ? À? Đúng rồi chị ơi, hay quá. Con đường nó mới ngắn, mới dài, dạ, mới lên, đó, mới xuống. Xuống. Đúng rồi, con đó. Đường rồi, chị số điện thoại như nào à? Rồi, hôm cảm ơn chị. Hôm nay khán giả gọi nè, tại vì cái đẹp. Bây giờ chị đọc cho em 4 số cuối của chị nha. Dạ. 4 số phone cuối của chị là có gì ạ? Có người thắng vòng 2 đấy vị. 9899. Rồi, em chúc mừng chị cũng trúng được cái sản phẩm là kẹo nhân sâm phải không? Đúng rồi, kẹo nhân sâm. Ba cái đều kẹo nhân sâm luôn cho việc sử dụng. Rồi, nha. Cảm ơn chị nhiều nha. Chị đoán trúng rồi, đó là con đường. Bây giờ phần thứ hai, game thứ hai đã xong rồi. Cái game này có thể là nó kén chọn người chơi, nhưng mà người nào biết Google đã ra hết trơn em ạ. À. Google đã ra hết luôn. Cái gì không biết thì hỏi Google đúng không ạ? À? Cho nên là quý vị, nhưng mà Thanh Thúy sẽ cái game tới thì sẽ khó hơn. Game này chủ yếu là đổi không khí cho quý vị vui thôi. Quý vị thấy vui
vui không? Nếu mà vui thì gọi vào order sản phẩm đi, về qua số điện thoại là 1888-680-6689. Quý vị thấy là ngoài chương trình này có những cái sản phẩm tốt, còn giúp cho quý vị về tinh thần nữa đó mà. Hello Thanh Thúy, xin chào 714. Hello, xin chào 714 à. Muốn hỏi xong cái câu hỏi thứ gì đó là đáp án là con gì vậy à? Dạ con đường à. Con gì? Con đường á chị. Street. Con đường đi á hả? Dạ. Dạ đúng rồi, con đường ngắn là nhỏ là dài, con mà ngắn bằng dạ. Con đường nó lên xuống luôn. Đường dốc hay là... Rồi cảm ơn chị à. Và bây giờ quý vị nào mà chưa có những cái sản phẩm mà nãy giờ Thanh Thúy nói thì quý vị có thể gọi cho Thanh Thúy ngay bây giờ qua số điện thoại là 1888-680-6689. Thì chương trình của chúng ta được vui cái là mình có tinh thần cho quý vị nữa. Từ giờ Thanh Thúy muốn là vậy nào, quý vị phải vui. Vui được là vui quý vị, và tinh thần là thoải mái. Từ cái câu chú không có đi làm gì nhiều á, cô chú trong ba mẹ của Thanh Thúy thích coi tivi lắm, mà phải có cái tivi nào mà chọc các cô chú cười nữa. Thanh Thúy thích làm gì và cô chú cười, bữa nào mình đóng vai hài luôn đây em, đóng Diễm Viên hài cho cô chú cười. Từ gì nụ cười là 10 viên thuốc bổ. Thì đúng rồi đó, mình đóng hài cứ một tháng thôi mà dẹp luôn chương trình này, mà lo đóng hài mà đâu có bán hàng đâu. Bữa giờ cứ bán hàng nè, rồi làm chương trình vui nè, chọc quý vị cười rồi nè, rồi tặng quà cho quý vị nè. Cho nên á là hả Thanh quý vị cứ nói gọi cho Thanh Thúy, nhắc Thanh Thúy chơi game đi, đừng có bán hàng nữa. Cái bán hàng không phải bán hàng quý vị, mà chúng tôi đây là một cái chương trình mà giới thiệu với sản phẩm, mà nhờ những cái sản phẩm, nhờ những cái income mà từ mua sản phẩm mà chúng tôi có thêm những cái chương trình mới nữa. Mà tiếp tục cái chương trình này mà có nhiều nhà tài trợ có quà tặng cho quý vị. Nếu không có nhà tài trợ mà quà tặng thì đâu có quà cho quý vị đâu, đúng mà. Cho nên quý vị đừng có gọi điện thoại cho Thanh Thúy nói là chơi game đi, đừng có bán hàng hoài à. Đừng có nói như vậy làm Thanh Thúy buồn nha quý vị nha. Và hôm nay thì lúc nào Thanh Thúy cũng vậy quý vị. Thứ nhất là quý vị chưa biết là những cái thời gian mà chúng tôi âm thầm làm việc sau giờ show đâu, là Thanh Thúy gọi điện thoại liên tục cho mấy nhà tài trợ đó, nói cho hoài khán giả của tôi đi, cho hoài khán giả của Thanh Thúy đi. Khán giả của Thanh Thúy là mấy người lớn tuổi không có tiền đâu, nên là bán rẻ thôi, với lại tặng quà nhiều. Thay vì họ phải mua một cái cao cốt nấm linh chi 159 đồng, hoặc là mua cái sum anytime mà 125 đồng, là 300 mấy luôn à, thì bây giờ tặng cho coi như là mua một tặng cái kia luôn đi, để đỡ cho khách hàng của Thanh Thúy lãnh tiền thu có mấy đồng mà bắt mua nhiều quá không được. Thanh Thúy xin chào cô Lý à, con chào cô. cô Lý. Kêu cho gần Thanh Thúy cái miệng nó tôi cũng với nhà tôi có kêu, tại vì đắt quá đi, với tội nghiệp quá đi, giỏi quá bên này vui vẻ, tại cái con đường bác cũng nhà ngang nhiêu, cái gì bác ngu lắm, con bác già mà hai đứa bác không hiểu cái gì chơi quá. Cảm ơn con vui thiệt đó, mà con ra ủng hộ đi, Thanh Thúy nó nói gì mình phải nghe đấy, mình nhận ra hôm qua tới bữa sau bác cầu cũng chết bên này đấy, mình nhận tới nó mặt ra đứa con. Dạ. Đúng rồi, uống nhân sâm mà con mập á. Tội nghiệp Thanh Thúy với mình nhận nghe cái khỏe mà tôi lại kêu hỏi với cháu nhiều ủng hộ đài, tại vì đài mình rất là tốt mà Thanh Thúy nó rất là giỏi. Dạ đúng rồi, con thấy nó xin mà con gì, nó xin tài trợ gì cho bà con, mà con mình phải ủng hộ chứ. Mình tôi kêu vô là không phải nói ấy, đừng ủng hộ nó giờ tinh thần, nhưng mà rất là giỏi. Giờ nghe Thanh Thúy tôi cũng đương bệnh dữ lắm á, mà tôi không có bệnh gì hết. Nó thiệt hà, chỉ tập thể dục uống mà uống nhân sâm của nó nghĩa là và tuyệt vời. Thôi bác A Di là phải đầu cho tụi con mua mai bánh đó, mà con ủng hộ cái. Dạ con cảm ơn bác Lý, con chào bác. Mà uống cái muỗng cà phê muỗng nhỏ hơn chút xíu đó, không phải muỗng nhỏ quá, đó muỗng cà phê chừng 8-10 thôi. Dạ. Tôi múc một muỗng đó rồi tôi đổ nó tắm cho tôi ăn, tôi uống một bình ngày ngay rồi. Dạ. Cái khỏe thì thấy cũng có khỏe, nhưng mà cái ngủ á. Dạ. Cái ngủ là phải vô ngủ thấy cũng dễ ngủ hơn đúng hơn trước khi chưa uống. Là cô sử dụng cái sum anytime phải không cô? Cao cốt nấm linh chi cái cao cốt nấm linh chi mà lúc nãy tụi con có hôm nay vị mua mà được tặng sâm nước đó. Dạ hả? Dạ. Tôi mới mua cách đây hơn tuần lễ rồi. Dạ. Tôi mua cách đây hơn tuần lễ rồi tôi uống á. Ừ, mà cô thấy cô tôi uống sáng tôi uống một ly đó. Dạ, một ly cái cao cốt nấm linh chi này. Tôi thấy cái giấc thầy ngủ thì thấy nó cũng tốt đó. Dạ. Rồi hôm nay cô có gọi vào cô muốn order thêm không? Tại hôm nay là cô mua một hộp cái cao cốt nấm linh chi được tặng sâm nước đó. À biết rồi, nhưng mà dạ. Cái mới order đây mà hai hộp nha, giờ uống nha. Dạ. À, cái uống nhỏ chưa hết mà. Dạ. Vậy thì hôm nay cô gọi vào. Bây giờ là cái mà tôi thấy hai hai chú với cô Thanh Thúy nói chuyện là cảm động quá. Dạ. Tôi mới
để mà tôi chia sẻ vậy đó, phải không? Dạ, con cảm ơn cô. Mà không cho quà, nó không có thành vấn đề. Dạ. Thấy người bán hàng mà thấy nói xong nghe cảm động quá. Dạ, cảm ơn cô. Để tôi coi, tôi cũng mua chút chỉnh cái đồ gì cần thiết, mua phải không? Dạ. Cái vấn đề mà xăm đó, xăm đó là xăm gì vậy? À, hôm nay tụi con có xăm Anytime nè, có trà xăm nè. Hôm nay tụi con có cao cốt nhân xăm. Thì hôm nay cô mua đó thì sẽ được tặng cái cao cốt nấm linh chi. Không, cao cốt nấm linh chi có mua rồi đó, nãy tôi nói. Dạ, thì bây giờ cô mua xăm đó, thì cô sẽ đổi lại cho con nửa ký tỏi. Mà xăm nó uống nó cũng ngủ, cũng cái vấn đề mà dài cái người mà lọc thận mà thấy yếu đó, cho dùng cái gì chú thấy nhật. À, thận mà yếu con thấy là nên dùng cái đông trùng hạ thảo. Hạ thảo nano. Dạ, nano đó. Tốt lắm. Nó tốt, rất tốt cho thận. Bị lập thận rồi. Dạ, tốt vậy thì nên, con khuyên nên uống cái đông trùng hạ thảo theo công nghệ nano á. Thì cái đông trùng hạ thảo này tôi cũng có xài rồi á. Dạ. Cũng có đường xài cả. Dạ, thì bây giờ cô order đi, con sẽ tặng cho cô nửa ký tỏi đen. Mà để bồi bổ cho cái dạ, thì con khuyên nên uống cái đông trùng hạ thảo đó cô. Dạ, thì hôm nay cô mua đông trùng hạ thảo 90 viên, con tặng cho cô nửa ký tỏi nha. Tỏi đen nó tốt, nó hạ cholesterol trong người mà nó giữ cái sinh khí trong lòng, trong người mình. Mà chú ơi, cái tỏi đó rồi bán sao vậy? Tỏi mà tỏi đen á. Dạ, tỏi đen nửa ký là 150 đồng ạ. Dạ. Thì hôm nay cô mua đông trùng hạ thảo thì con tặng cho cô cái nửa ký tỏi đen đó nha. Vậy đó sao? Dạ. Tại vì cái đông trùng hạ thảo có nữa, trong nhà tôi là đồ tôi mua trên đài này là nhiều lắm. Dạ. Đông trùng hạ thảo là cái điểm chính rồi. Đúng không rồi. Cô nhiều lắm, đậu muốn cả 1-2 năm nay rồi. Dạ, nếu mà cô mua tỏi đen á thì cô mua 2 sẽ được tặng 1 nha. Dạ. Rồi cô, con ghi cho cô order tỏi đen ha. Dạ, rồi một lát nhân viên sẽ gọi cho cô nha. Con cảm ơn cô nhiều lắm. Cao cốt. Xin chào cô. Cao cốt nấm linh chi. Dạ, cao cốt nấm linh chi là 159 đồng. Cô được tặng một cái set xăm nước loãng của công ty gum xăm premium là 125 đồng. Cô được tặng hôm nay đặc biệt đó cô à. Tặng gì nữa? Cô thấy cô chia sẻ, con tặng cho cô hộp kẹo xăm à. Nha cô nha. Tìm lại túi xuân ạ. Dạ, chào dạ. Cô ơi, cô chia sẻ đi, con tặng cho tự gì hôm nay cái promotion này đặc biệt đó, là mua một cái cao cốt nấm linh chi tặng một cái xăm nước loãng. Thì cô chia sẻ cho con đi, con tặng cho cô thêm một cái hộp kẹo xăm luôn, trị giá 15 đồng đó cô. Chia sẻ cô đã sử dụng chưa? Thì cô mua nhiều rồi, tặng cho cô cũng có nhiều rồi, cô cũng mua nhiều rồi, rất là tốt. Nhất là đi đường xa mà có cái kẹo nó nằm thì rất là tốt. Cô cũng có mua rồi. Bây giờ cô muốn mua cái gì mà linh chi gì đó, cái trong cái bịch nhỏ nhỏ này dài dài đó, cô muốn chưa có cái đó thôi. Cái này phải không cô? Cái này cao cốt nấm linh chi con tặng cô một cái xăm nước đó, xăm nước là trị giá 125 đồng rồi. Nếu mà cô không lấy cái hộp kẹo xăm, con tặng cho cô cái đông trùng hạ thảo nước nha. Đông trùng hạ thảo nước. Một set luôn trị giá 3-4 thứ là cô mua những cái là sản phẩm mà không có đặc biệt promotion đặc biệt đó, là promotion bình thường thôi. Mà hôm nay đặc biệt á là con tặng cho cô cái này rồi, với lại là viên cái xăm nước rồi, với lại là cái đông trùng hạ thảo nước 85 đồng nữa cô ơi. Nha cô nha. Bây giờ mua cái linh chi bằng cái bịch kia, rồi tặng cái xăm nước, một xăm nước, nước. Dạ đúng rồi. Bịch kẹo đúng không? Đông trùng hạ thảo nước thôi cô ơi, cô chọn một trong hai đông trùng hạ thảo nước hoặc kẹo xăm dùm cho con nha. Thôi tặng cho cô, ok rồi. Rồi con tặng cho cô luôn. Rồi con tặng cho cô luôn ngày hôm nay luôn cô ạ. Ngày hôm nay rồi. Dạ rồi con cảm ơn cô nhiều, con chào cô. Dạ, dạ con cảm ơn. Dạ cô chia sẻ đi cô, con mời cô chia sẻ. Cô cứ uống cái đông trùng hạ thảo á, cô dạ. Uống cô mua cho má cô uống nữa thì dạ. Bà già cũng như mỏi mệt cái uống thì khỏe, với lại đỡ đi tiểu đêm, cô đi 4-5 lần. Bản thân cô cũng vậy, đi 2-3 lần, bây giờ còn có đi có 1 lần thôi, thành ra rất là tốt. Dạ, cái đông trùng hạ thảo nano dạ. Đó. Dạ. Dạ vâng. Như vậy là bây giờ cô chia sẻ gì rồi, bây giờ cô tính
có tặng cô gì thêm nữa không? Cô hôm nay cô gọi vào, cô order cái cao cốt nấm linh chi, thì con sẽ tặng cho cô cái sâm nước nha, một hộp sâm nước nè. Rồi con sẽ tặng thêm cho cô cái sữa dê ha. Rồi cô muốn sữa dê. À cô muốn lấy sữa dê. Cái set mà đông trùng hạ thảo nước á. À, con tặng cho cô cái đông trùng hạ thảo nước nha. Dạ. Rồi. Con cảm ơn cô nhiều lắm. Rồi dạ, một lát nhân viên sẽ gọi cho cô. Số điện thoại của cô nè. Dạ vâng, có số phone cô rồi, 4223. À, cô tên Hương. Dạ rồi, con có ghi cho cô. Cảm dạ, ơn cô nha. Trả bao nhiêu tiền? Hôm nay một cái cao cốt nấm linh chi là 159 đồng. Thì một lát nhân viên sẽ gọi cho cô để thanh toán tiền nha. Không, thứ bảy thứ nhật cô xuống. Dạ, dạ được, dạ được. Chị cô cứ tới mà đưa số phone. Dạ, dạ. Tại vì tuần trước cô có xuống cô mua rồi, đâu có biết cô tới lấy cô mua rồi. Dạ, ok cô. Cô xuống nha. Dạ rồi, được cô. Dạ. Thôi mình chơi game thứ ba luôn quý vị nha. Chơi game thứ ba luôn, yeah. Cũng là con liên quan đến con luôn. Ok, câu thứ ba là con gì khi chết sẽ làm cho các con khác chết theo? Ừ. Con gì mà khi chết làm cho tất cả các con khác chết theo? Đúng rồi. Ừ. Ác quá không? Ác quá. Thì bây giờ đừng nói là con phụ nữ. Phụ nữ ai dùng từ con. Tại vì bữa Thanh Thúy có nghe nhiều người nói như vậy. Tại vì phụ nữ, ta nói phụ nữ mà không có phụ nữ thì không có đàn ông. Cho người nên ta đôi khi người ta thường nói là không nên đánh phụ nữ cho dù một cành hoa, mà làm sao mà gọi cái đó được. Cho nên bây giờ quý vị có thể đoán giùm cho Thanh Thúy nhìn nha, qua số điện thoại. Rồi hello, Thanh Thúy xin nghe đây. À, có rồi, chị tới lấy, chị dạ, tới lấy đi. Dạ có rồi, chị cứ tới lấy nha. Xin chào 682. Dạ có à. Rồi, chị tới lấy nha. Rồi, okay. Tôi ở đây, tôi muốn order cái đông trùng hạ thảo anh đâu đó, cái đồ đó. Rồi. Dạ một hộp là 200 đồng. Chứ chú mua một cái cao đông trùng hạ thảo nano, chứ được tặng một cái cao cốt nấm linh chi luôn nha chú. Dạ, còn được tặng thêm một cái sữa dê. Rồi, còn được tặng thêm một cái chú chia sẻ đi, con tặng cho chú thêm một cái đông trùng hạ thảo nước. Hoặc là cô lấy một hộp kẹo sâm. Kẹo nhân sâm không đường nha. Nha chú nha. Cô uống đông trùng hạ thảo nó ngứa lắm á. Tại tôi đi tiểu đêm nó uống, giờ nó bớt tôi đi tiểu đêm á. Dạ, rồi con được. Để con tặng cho chú một cái cao cốt nấm linh chi nè. Rồi con tặng cho chú thêm một cái sữa dê nè. Sữa dê nặng lắm. Lấy cái NV nha, lấy cái NV đi, kem NV. Thôi chùi đèn xe, đúng rồi, cái này quan trọng, cái này thích lắm á. Cái miếng chùi đèn xe là trắng xét luôn, là trắng như mới luôn. Cái đèn xe mình dù có cũ cỡ nào mà chỉ cần chùi là nó sáng bóng như là mới luôn á chú. Chùi đèn xe. Rồi. Rồi tặng cho chú thêm một cái kẹo sâm nha, hộp kẹo sâm. Rồi nhiều quà quá rồi, hết rồi. Nha chú nha. Kính thưa quý vị, lúc nãy cái câu hỏi là chúng tôi đặt ra. Bây giờ mời chị. Đúng rồi. Bây giờ chị ơi, bây giờ chị đoán cái câu trả lời đó là gì ạ? Con tim hả? Rồi chúc mừng chị đã đoán trúng rồi nha. Đúng là con gì mà mất đi tất cả các con khác mất theo đó là con tim. Rồi bây giờ em mời chị trả lời. Dạ. Kem là của Ý gì đó chị? Là có chưa? Có rồi, có rồi, dạ. Em lấy đó. Dạ. Có rồi. Hello, có rồi thưa chị. À. Dạ, bây giờ chị đọc cho em số phone chị nha. À. Chị đoán trúng rồi. Rồi ok, số chị là để chị 714. 4947. Người thân của Thúy. Rồi. Rồi, đoán trúng. Chị lấy hàng luôn. Okay. Rồi, cảm ơn chị nha. Chị đoán trúng rồi. Đây nè, khách hàng quen không phải là người thân của Thanh Thúy. Quý vị, đúng rồi, con gì mà nó chết thì nó sẽ làm cho con khác chết theo, đó là con tim, đúng không? Con tim mà một chết rồi thì con mắt cũng chết theo luôn. Đúng rồi. Có nhiều người nãy giờ Thanh Thúy đố vui mọi người nói là con người chết thì làm con khác chết theo đó, đúng không? Rồi có người nói con phụ nữ, có người nói con đủ thứ con á, mà không đúng là con tim chết thì con mắt cũng chết theo. Hay là bất cứ con gì trong cơ thể nó cũng chết theo luôn. Cho nên con gì thì quý vị cũng biết rồi, đúng không? Đó là con tim. Và mình đã có ba cái game, có người chiến thắng rồi. Quý vị thấy vui không ạ? Thanh Thúy lúc nào cũng muốn là làm cho quý vị vui, cho dù nó hơi là silly, nó hơi ngớ ngẩn một tí xíu. Không, nhưng mà Thanh nó dễ thương. Nó làm cho quý vị cười,
là chị thì có cái gì mà nó silly ngớ ngẩn thì quý vị sẽ cười, và Thanh Thúy muốn mua bao nhiêu là mọi cách để mua cái nụ cười đó của quý vị. Quý vị khi quý vị cười sao à, từ gì quý vị sẽ không còn lo âu nữa và quý vị sẽ ngủ ngon. Và nếu mà hiện giờ mà trên màn hình, mà trước màn hình của Thanh Thúy đây mà khán giả nào cười nhiều nhất đâu ta, giơ tay lên, quý vị tối nay sẽ ngủ ngon mà coi. Tại vì cười nó làm cho quý vị tinh thần thoải mái, là vị sẽ thư giãn, sẽ ngủ rất là nhiều à. Cho nên là Thanh Thúy sẽ cố gắng làm nhiều chương trình, mà nhiều cái show mà mọi thay đổi gì mới để cho quý vị tinh thần thoải mái. Và quan trọng tinh thần thoải mái nhưng mà cũng phải chăm sóc sức khỏe dùm cho Thanh Thúy, tập thể dục nhiều dùm cho các cô chú nha. Và đi bộ hoặc tham gia một cái hội đoàn nào đó để cho mình thư giãn đầu óc, rồi giao tiếp với bạn bè, hoặc là với các cô chú có thể là người ta cũng nói là nuôi một cái con vật nào đó nó làm bạn bè với mình nếu mà con cái mình ở xa. Và cô chú nhớ là uống nước nhiều dùm cho con, ăn uống kỹ lưỡng dùm cho con. Và nếu mà mình ăn ít thì mình có đủ chất dinh dưỡng hay không? Có nhiều cô chú nói ăn mất thì xỉu sao, ăn ít quá thì nó không đủ dinh dưỡng là nó chóng mặt, không có lo. Nếu mà các cô chú ăn ít mà các cô chú sợ chóng mặt á, nên các cô chú ăn nhiều nó mới làm cho các cô chú bị cao cholesterol, là cao mỡ trong máu. Cô chú ăn ít nhưng mà nạp vô cho con mấy cái này dùm cho con, cao cấp nấm linh chi nhân sâm thì sẽ không có chóng mặt. Còn người nào mà bị cao huyết áp cao thì sao, kỹ lưỡng dùm cho con một tí, uống nhân sâm đúng liều thôi, thấy là khỏe quá uống thật là nhiều vô thì nó là nó sẽ tăng cái sông máu. Cho nên là uống đúng đủ liều thì nó sẽ giúp cho cân bằng huyết áp lại, huyết áp cao huyết áp thấp sẽ cân bằng lại. Còn bị tiểu đường thì nó giảm lượng đường glucose để cho các cô chú cho những người bị tiểu đường rất là nhiều, và đặc biệt là da đẹp lắm, và giúp cho các cô chú về trí nhớ. Còn thấy là các người lớn tuổi, thậm chí Thanh Thúy bây giờ nè, Thanh Thúy mất ngủ là Thanh Thúy mất trí nhớ rất là nhiều. Nhiều lúc quý vị thấy là Thanh Thúy nói mà Thanh Thúy không biết Thanh Thúy nói cái gì luôn á, từ gì trong đầu á Thanh Thúy nói, nghĩa là trong đầu nghĩ một cái mà nói nhiều thứ, thỉnh thoảng thôi không phải nhiều. Tại vì mình đêm nào mà không ngủ được là đêm đó là Thanh Thúy bị, mà Thanh Thúy cố gắng để làm like không có thay đổi được quý vị. Nhưng mà làm like là phải chịu thôi, nhưng mà mình phải chịu, mình phải vượt qua. Từ Thanh Thúy yêu khán giả của Thanh Thúy nhiều lắm, cho nên là dù có bệnh cỡ nào mà Thanh Thúy ngồi ở đây là Thanh Thúy hết bệnh liền à. Cho nên thích lắm, mỗi lần mà Thanh Thúy mệt, Thanh Thúy bệnh á, quý vị thấy có ngày nào mà Thanh Thúy nghỉ không? Không có nghỉ. Không phải là bữa giờ mình làm gần 1 năm trời rồi. Đồng thời là 1 năm trời Thanh Thúy không có bệnh đâu, có bệnh nhưng mà dù có cạo gió đầy cái lưng cũng phải ngồi đi. Vì tại sao? Không phải là tại vì Thanh Thúy cố gắng đâu, mà Thanh Thúy biết là Thanh Thúy ngồi vô đây là Thanh Thúy hết bệnh. Kỳ lắm em, mỗi lần ở đây nhiều coworker là nhiều người đồng nghiệp cũng nói Thanh Thúy á, Thanh Thúy trước giờ show than dữ lắm, nhờ sau giờ show đã hết bệnh liền, khỏi cần đi bác sĩ. Quý vị là bác sĩ của Thanh Thúy rồi đó, tại vì Thanh Thúy có một cái năng lực với lại là cái gì mà mình thích làm quý vị, cái gì mà mình đam mê á, tự nhiên mình hết liền. Thanh Thúy thích đam mê nói chuyện quý vị lắm và chia sẻ những cái sản phẩm mà quý vị thích nữa, đó là niềm đam mê của Thanh Thúy. Đó, đã sử dụng cái này quý vị nha, xong giờ hết hai hộp nào ba hộp nào cũng chống lỏng hết trơn rồi. Bây giờ chỉ cần một gói dùm cho Thanh Thúy thôi là quý vị có mệt cỡ nào quý vị cũng sẽ khỏe lại. Hai Sun Many Time và cao cốt nấm linh chi sẽ ngủ ngon và ngủ sâu nha, ngủ ngon và ngủ sâu nữa, không có biết mệt. Một cái set xăm cao cốt nấm linh chi được tặng một cái set xăm luôn, và quý vị chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi, là quý vị sẽ khỏe. Và đông trùng hạ thảo nữa, ai mà tiểu đêm nha, thận yếu thì cũng sử dụng một cái viên đông trùng hạ thảo nano dùng cho Thanh Thúy sẽ giảm tiểu đêm nhiều lắm. Và cái là nó sẽ cân bằng lại cái khí huyết, máu huyết của mình. Tại sao các cô chú này bị đau nhức vì này mà cũng giảm đi nhiều lắm, không có bị đau nhức nữa và bị allergy, cũng như là da mặt các chị sẽ đẹp hơn và các vợ chồng thì tăng cường sinh lý, từ vì nó tốt cho thận. Nên hôm nay một cao cốt, một cái đông trùng hạ thảo nano 200 đồng 90 viên thì sẽ được tặng nguyên một cái cao cốt nấm linh chi luôn. Và mình còn được nhiều quà tặng khác nữa khi mình gọi vào chia sẻ. Quý vị nào chưa có những cái sản phẩm này, muốn giới thiệu cho bạn bè và muốn thưởng cho mình đi, làm việc mệt quá rồi bây giờ phải nạp năng lượng mà thôi, thì đây là những cái sản phẩm mà Thượng Đế ban tặng cho con người rất tốt cho sức khỏe quý vị. Gọi cho Thanh Thúy và Thái Nhật qua số điện thoại là 1888 680 6689. Thái Nhật có sợ già không? Cũng muốn già, muốn già cho nó nha. Già thì kinh nghiệm hôm nay hơn. Sao cạo râu rồi bà Hoa, chị khen mà có râu đẹp mà để cạo mất tiêu rồi. Như là chị Thúy lúc nãy nói là có sợ già không, em thì em thấy mỗi cái độ tuổi đều có cái dễ thương của nó. Riêng em bây giờ em lại muốn mình già hơn.
Tại muốn mình già, bởi khi mình già thì mình sẽ có nhiều kinh nghiệm và mình chín chắn hơn trong cái suy nghĩ của mình. Tại em phỏng vấn toàn các cô chú lớn tuổi không, các nghệ sĩ, những nhân vật nổi tiếng và lớn tuổi. Chứ mặt mà baby hóa, đôi khi nói chuyện, đôi khi mình không ai tin mình nói chuyện gì hết. Em để râu đi, chị thích em già lắm, tụi em già, em nhìn em già hơn chị. Và đúng là hôm nay chúng ta có nhiều cái promotion rất là đặc biệt. Và rồi, còn một cái điện thoại cuối cùng. Cuối cùng luôn, xin chào 682. Dạ, xin chào, dạ. Chào anh à. Tại là lá cây. Dạ, chào anh à. Anh, em có thể giúp gì cho anh? À, tôi cần mua lần vừa đã, tôi nói nãy có cái cô nào nói để gọi cho tôi, nãy giờ lâu quá không mới gọi. Rồi, lát nữa bên em sẽ gọi liền bây giờ nha anh nha, sau cái show này nha anh ha. Cảm ơn anh nhiều. Ok. Và bây giờ mình đã hết show rồi. Thanh Thúy cảm ơn quý vị đã gọi vào, đặc biệt là cô Lý, lúc nào cũng ủng hộ tinh thần cho hai chị em của mình. Nhờ cô mà cô còn năn nỉ khán giả gọi vô nữa. Nghĩa là Thanh Thúy và Thái Nhật chỉ là nói từ cái tâm của Thanh Thúy thôi. Nghĩa tâm và Thái Nhật, tụi em chỉ là nói, tụi con chỉ nói ra từ những gì tụi con suy nghĩ. Và một năm qua là Thái Nhật thấy là làm việc như thế nào, tôi rất là thương, đúng không ạ? Đúng rồi, khán giả rất là thương như chung gia đình mình. Xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị sẽ có buổi tối thật là đầm ấm bên gia đình. Hẹn gặp lại quý vị trong ngày mai. Hẹn gặp lại quý vị. Thưa quý vị, 1.500 năm trước, người Tây Tạng đã biết dùng đông trùng hạ thảo để bồi bổ sức khỏe. Xuất xứ từ vùng Hy Mã Lạp Sơn, đông trùng hạ thảo 950 đã được đưa sang, nuôi trồng và chế xuất hoàn toàn tại Mỹ và được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ chứng nhận là organic 100%. Qua bao nhiêu năm thử nghiệm, đông trùng hạ thảo 950 đã đạt được một số công dụng cụ thể như tăng cường sinh lực, chống mệt mỏi, tăng cường sức miễn nhiễm, chống bệnh tật, tăng cường chức năng của phổi, giúp cho việc hít thở điều hòa và nhẹ nhàng, tăng cường chức năng của thận, chống đi tiểu đêm và giúp cho giấc ngủ êm đềm. Thưa quý vị, mỗi ngày chỉ cần 1 đến 2 viên đông trùng hạ thảo 950 chính là dược liệu thiên nhiên quý giá, bồi dưỡng sức khỏe, thích hợp với mọi lứa tuổi. Mọi chi tiết xin liên lạc International Home Shopping 1-888-688-2999. Sản phẩm hồng sâm Gươm Sâm được trồng trong điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng lý tưởng nhất Hàn Quốc. Nên nhân sâm trồng ở Gươm Sâm có hàm lượng chất ginsenoside cao gấp 1.7 đến 2 lần so với nhân sâm của các vùng khác. Hồng sâm có các tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch, lưu thông tuần hoàn máu, cải thiện tình trạng kiệt sức, tăng cường trí nhớ, cải thiện chức năng sinh lý, ngăn ngừa các bệnh người già. Ngoài ra, cao sâm còn có tác dụng hỗ trợ giúp ngăn ngừa và điều trị ung thư. Sản phẩm Gươm Sâm thích hợp cho mọi đối tượng và có nhiều loại để quý vị lựa chọn như hồng sâm cao cốt, sâm nước, sâm viên, trà sâm, sâm lát tẩm mật ong và kẹo sâm không đường. Mọi chi tiết xin liên lạc International Home Shopping 1-888-688-2999. 1-888-688-2999.